Anh em quay trở lại bản tin tử vi, anh em nghe rõ, từ nay tới Tết âm 2025, 4 tuổi tiền tình đỏ như son, một bước bước đổi đời, lo lê tài lộc. Từ giờ tới Tết 2025, có 4 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, vô cùng giàu sang phú quý. Thứ nhất, tuổi Thân, nhờ được cục diện tam hợp lưng đỡ mạnh mẽ, lại không có hung tinh tác động. Dù trong năm cuối tam tai nhưng người tuổi Thân vẫn kiếm tiền như hái, công việc làm ăn mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Có thể nói, thời đến cản không kịp, vận quý nhân vượng, dễ gặp người quyền quý giúp sức. Đương số đón tin vui tới tấp trong năm rồng. Theo đó, từ nay tới Tết 2025, công việc làm ăn của tuổi Thân rất tốt. Họ có nhiều cơ hội mở rộng, thay đổi công việc, tốt cho những ai muốn khởi nghiệp hoặc có ý định chuyển công tác, lĩnh vực. Vận quý nhân vượng, có người quyền quý giúp đỡ, mở rộng việc làm ăn hoặc kết nối mối làm ăn lớn, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ, cơ hội thăng tiến mở rộng. Miễn là đương số, nỗ lực hết mình sẽ được ghi nhận xứng đáng. Tiền bạc không ngừng đổ về túi con giáp này từ nhiều nguồn khác nhau, cả công việc chính có gia tăng lương, công việc tay trái hoặc kênh đầu tư khác, kinh doanh buôn bán nhiều lộc. Khoảng giữa năm là cơ hội tốt để gia tăng sản xuất, sản lượng, hứa hẹn lãi lớn. Thứ hai, tuổi Sửu. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất kiên định và quyết tâm. Một khi đã đặt mục tiêu, họ sẽ cố gắng hết mình để đạt được nó, không bao giờ dễ bỏ cuộc. Con giáp này có tài năng sáng tạo và thích nghĩ ra những ý tưởng mới. Sự sáng tạo của họ thường thể hiện qua nghệ thuật, thiết kế hoặc lĩnh vực khác đòi hỏi sự sáng tạo. Từ 2024 trở đi, người tuổi Sửu có cơ hội lội ngược dòng. Họ sẽ bắt đầu được thăng chức và kiếm được nhiều tiền. Lúc này, tài lộc đến với con giáp tuổi Sửu không gì cản được. Sự nghiệp của con giáp này ngày càng suôn sẻ. Trong 2024 và 2025, tuổi Sửu ngày càng giàu có, dư giả, có thể giúp đỡ những người xung quanh. Trong chuyện tình cảm, con giáp này còn độc thân sẽ gặp được người trong mộng và bắt đầu một chuyện tình đẹp. Trong khi đó, người đã có gia đình cũng có những ngày kỷ niệm đáng nhớ bên lửa kia. Thứ ba, tuổi Mão. Người tuổi Mão thường có tư duy sáng tạo và khả năng thích nghi tốt với các tình huống khác nhau. Họ thường có nhiều ý tưởng mới và sẵn sàng thử nghiệm những cách làm khác nhau để giải quyết vấn đề. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Thân khá căng thẳng, nhiều áp lực cạnh tranh cao. Tuy vậy, họ cũng dần tìm ra những cách để giải quyết vấn đề. Từ nay tới Tết năm 2025, con giáp tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, có thêm động lực để phấn đấu. Bằng những nỗ lực miệt mài, người tuổi Mão bước sang một chương mới trong sự nghiệp, có thể là thăng chức, chuyển công tác. Thứ tư, tuổi Tý. Tử vi dự báo, công việc làm ăn của tuổi Tý từ nay tới Tết 2025 tuy vẫn còn khó khăn, thách thức nhưng kết quả đạt được khả quan. Đặc biệt 2024 là năm có tài tinh chủ quản tài lộc chiếu mệnh thì không lo túng thiếu, tiền bạc có gia tăng, kiếm tiền suôn sẻ, cũng được người giúp đỡ chuyện làm ăn. Tuy nhiên quá trình này sinh mâu thuẫn, kiềm chế được là thắng và ngược lại. Những tháng cuối năm người tuổi Tý sẽ rất bận rộn và đó là tín hiệu đáng mừng giúp họ có được cuộc sống viên mãn trong năm sau. Những người tuổi Tý trong thời gian này sẽ tìm được định hướng phát triển suôn sẻ và lựa chọn đúng đắn trong sự nghiệp, giúp họ phát huy được tài năng. Từ tháng 3 dương tới Tết năm 2025, người tuổi Tý sẽ tiếp xúc với vô số cơ hội kiếm tiền và họ có thể tăng nhanh chóng số tiền tiết kiệm của mình. Anh em nghe rõ, ba kiểu đàn bà ô uế chỉ mang lại tai họa, lỡ quen thân cũng phải cắt đứt quan hệ. Đây là những kiểu đàn bà không nên giao du, kẻo ảnh hưởng đến tài lộc phúc đức về sau. Trên cuộc đời chúng ta thường phải đối diện với nhiều tình huống và đôi khi chúng ta cần phải mặc nhiều chiếc mặt nạ khác nhau để tương tác với mọi người xung quanh. Thực tế, việc này không hẳn là xấu, đôi khi nó còn là một nghệ thuật trong giao tiếp, giúp chúng ta tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh và tránh những va chạm không cần thiết. Tuy nhiên, nó trở nên xấu xí khi chúng ta sử dụng chiếc mặt nạ đó để gian lận, gây rối hoặc thậm chí làm tổn thương người khác từ phía sau lưng. Vì vậy, trong mọi mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu, việc lựa chọn đối tác phù hợp là rất quan trọng, giúp tránh xa khỏi những rủi ro và hối tiếc sau này.
Tổ tiên của chúng ta đã chỉ ra 3 kiểu phụ nữ mà chúng ta nên tránh xa. Thứ nhất, phụ nữ thiếu chính trực. Trong thực tế cuộc sống, phần lớn phụ nữ có tư tưởng chín chắn và trung thực. Họ đề cao nguyên tắc trong quan hệ và không bao giờ hoạt động bất trung hoặc không minh bạch. Khi đã chọn được đối tác, họ cam kết tình cảm và hỗ trợ để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, một số phụ nữ không chính trực có thể sẵn lòng bán bản thân vì lợi ích cá nhân hoặc tiền bạc. Họ không thể được gọi là sạch sẽ. Nếu bạn phải đối mặt với một người phụ nữ như vậy, hãy cẩn thận và nhanh chóng rời xa, vì nếu không, bạn sẽ phải chịu nhiều tổn thương từ cô ấy. Phụ nữ thích sống tự do và chọc tức đàn ông. Một số phụ nữ có nhiều bạn nam và duy trì mối quan hệ thân thiện với họ, thậm chí có những giao tiếp thân mật riêng biệt và không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của bạn trai. Phụ nữ thích tán tỉnh, nhiều người thường là lăng nhăng. Nếu bạn gặp phải một người phụ nữ như vậy, hãy cẩn trọng và tránh xa cô ta càng sớm càng tốt. Người đàn ông mong muốn tìm kiếm một phụ nữ tận tụy và tử tế, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều đáp ứng được điều này. Một số phụ nữ thích cuộc sống tự do và không bị ràng buộc trong mối quan hệ. Do đó, trong các mối quan hệ, nếu bạn gặp ba loại phụ nữ ô uế này, dù có đẹp đến đâu, bạn cũng nên cẩn thận, vì nếu kết hôn với họ, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và đau khổ. Một người phụ nữ mê chơi bài bạc. Một số phụ nữ có sở thích chơi bài trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu một người phụ nữ đã dành quá nhiều thời gian cho việc này, và thậm chí dành cả ngày ở những nơi như vậy, có thể cần phải đánh giá lại. Môi trường cờ bạc thường chứa đựng nhiều rủi ro, và việc ở lâu dài trong môi trường như vậy có thể khiến người phụ nữ trở nên không đạo đức, thậm chí trở thành một người xấu xa. Nhiều trường hợp đã chứng minh rằng có phụ nữ đã phản bội người đồng hành của mình với bạn chơi trên bàn bạc. Đôi khi thua cuộc trong trò chơi, họ đã phải thực hiện những hành động đáng ghét để trả nợ, và điều này không phải là điều hiếm gặp. Cách gọi tên nhau trong mối quan hệ hôn nhân đóng vai trò quan trọng, có thể làm cho tình cảm giữa vợ chồng gần gũi hơn, nhưng cũng có thể gây rạn nứt. Cách gọi tên nhau có thể là anh em, cô, anh, tôi, thậm chí là mày, tao. Mỗi cách gọi tên mang ý nghĩa riêng và phản ánh mức độ hạnh phúc trong mối quan hệ hôn nhân. Nếu vợ chồng gọi nhau theo 5 cách sau đây, đó là dấu hiệu cho thấy họ đang có một mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc và không có chỗ cho sự can thiệp của người khác. Thứ nhất, bạn tớ. Thứ hai, mình, anh, em. Thứ ba, chồng, vợ, ông xã, bà xã. Thứ tư, bố mẹ cộng tên của con. Thứ năm, gọi bằng biệt danh. Cuối cùng, chúc bạn và gia đình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé.